bác sĩ tiết lộ giường ngủ cứ để bốn thứ này sẽ ngủ ngon sống rất thọ gan thận khỏe như ngựa quý vị khán thính giả thân mến để cải thiện giấc ngủ cô bác không chỉ cần chú ý đến dinh dưỡng cơ thể nạp vào mà còn phải chú ý rèn luyện thân thể tập thể dục thường xuyên và đến ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục gửi đến cô bác một cách nữa để cải thiện giấc ngủ Đó là đặt những vật này ở đầu giường Và theo như các chuyên gia, nếu trước khi đi ngủ cô bác đặt những món đồ này ở đầu giường Thì không chỉ ngủ ngon mà cô bác còn có thể cải thiện được sức khỏe, kéo dài tuổi thọ trên 10 năm Để biết được đó là loại đồ vật nào mà có tác dụng thần thánh như vậy Thì ngay sau đây xin mời cô bác hãy cùng kênh Nhân Sạch Sống Khỏe đi tìm hiểu nội dung chi tiết Bác sĩ tiết lộ, thường ngủ cứ để bốn thứ này sẽ ngủ ngon, sống rất thọ, gan thận khỏe như ngựa. Một, chanh. Chanh là loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất và có công dụng đa dạng. Chanh không chỉ là một loại trái cây quen thuộc từ phương Tây cho đến Á Đông nhờ hương vị đặc biệt và nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Chanh chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C, các axit tự nhiên chống lão hóa, do đó chanh có rất nhiều công dụng trong nấu nướng, làm đẹp. Ngoài ra, cô bác có biết rằng chanh còn có thể giúp cô bác thư giãn, làm mới bản thân nhờ việc đặt quả chanh ở đầu xương. Cùng tham khảo bài viết để biết chi tiết nhé. Đem lại nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, chanh được cho là có thể đem lại nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể. Chanh có khả năng trung hòa, hấp thụ năng lượng xấu, mang lại sự hay hòa và ngăn chặn các nguồn năng lượng tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng phương pháp này đã được các nhà sư và nhà phong thủy áp dụng từ thời cổ đại nếu cô bác đang gặp khó khăn trong cuộc sống công việc thì hãy thử thực hiện theo phương pháp này nhé thư giãn cơ thể giúp cô bác ngủ ngon hơn Hương chanh thơm mát có tác dụng thanh lọc không khí, tốt cho gan, phổi, làm sạch hơi thở và thay độc cơ thể ngay trong lúc ngủ. Hương thơm của chanh cũng mang lại cho phòng cô bác mùi hương dễ chịu và thư giãn. Vì thế, việc đặt chanh ở đầu giường khi đi ngủ giúp giấc ngủ thêm dễ chịu, giúp cô bác có giấc ngủ sâu, nhất là trong những ngày hè oi bức, khiến cô bác cảm thấy thoải mái hơn khi thức dậy. Chanh giúp cô bác tập trung, cải thiện trí nhớ, Mùi thơm dễ chịu của chanh sẽ giúp cô bác tập trung học tập, làm việc tốt hơn. Ngoài ra, cô bác cũng có thể pha một ly nước chanh để uống, lượng kali trong chanh sẽ giúp cải thiện chức năng não và giúp cô bác tập trung, ghi nhớ lâu hơn. Theo nghiên cứu của Đại học Tohoku, uống nước chanh cam bưởi mỗi ngày sẽ giúp cải thiện chứng mất trí nhớ lên đến 15%. Chanh giúp cải thiện tâm trạng theo một nghiên cứu của trang Science Direct, tinh dầu chanh có thể thúc đẩy cơ thể tạo ra một chất gọi là serotonin, có thể làm cho tâm trạng mỗi người cảm thấy hạnh phúc, ngăn ngừa stress và trầm cảm. Chanh giúp làm sạch không khí. Acid citric trong chanh được khuếch tán từ chanh có thể khử trùng, chống lại các chất độc hại trong không khí, mang lại hiệu quả làm sạch không khí, thanh lọc môi trường xung quanh. Tinh dầu chanh có thể hỗ trợ chữa cảm lạnh và hèn xuyễn, giảm cơn ho, hắt xì rất tốt. Chanh giúp đuổi mũi, côn trùng, nếu trong nhà cô bác có mũi và côn trùng hoạt động nhiều, hãy thử dùng chanh như một loại thuốc diệt và phòng chống côn trùng tự nhiên. Đặt một vài trái chanh trên đầu giường để cho căn phòng đầy hương thơm chanh. Điều này sẽ khiến cho kiến, ruồi, mũi và những thứ tương tự sẽ tự động bỏ đi rất thuận tiện. Cô nên... Cô bác nên chọn loại chanh vừa thu hoạch, càng tươi càng tốt vì sẽ để được lâu hơn. Chanh tươi có hương vị nổi bật hơn, tinh dầu nhiều hơn và tác dụng mang lại cũng sẽ nổi trợ hơn chanh đã để lâu. 2. Cam Ô nhiễm không khí vẫn luôn là vấn nạn tại nước ta, đặc biệt là tại những thành phố lớn như Hà Nội. Nhiều thời điểm, chỉ số chất lượng không khí tại thủ đô lên mức cao ngất, thậm chí xếp vào hàng những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước tình hình đó, làm thế nào để không khí luôn trong lành, sạch sẽ là vấn đề bất cứ ai sống nơi đô thị cũng cần quan tâm vấn đề khá nan giải và chưa có biện pháp triệt đề. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể tự thanh lọc không khí, giúp lá phổi khỏe sau một đêm nhờ những cách đơn giản. Đặt cam ở đầu giường mỗi tối trước khi đi ngủ thực sự có thể hữu ích với cô bác và các thành viên trong gia đình để phổi sạch hơn. Để thanh lọc không khí ngay trong khi ngủ, giúp phổi sạch chỉ sau một đêm, cô bác cần đặt cam ở đầu giường theo cách sau nguyên liệu, 2 đến 3 quả cam tùy thuộc vào số lượng cô bác muốn, miễn là cung cấp mùi thơm ở nồng độ hợp lý. Cách làm, chia mỗi quả cam làm tư, đặt vào chiếc đĩa. Cách dùng, mỗi tối trước khi đi ngủ, đặt đĩa cam này ở đầu giường, ngay sát gần vị trí cô bác nằm ngủ. Đây là cách làm đơn giản nhưng đem lại đến vô vàn lợi ích sức khỏe. Đầu tiên là công dụng thanh lọc không khí, giúp cho không khí cô bác hít thở được trong lành, sạch sẽ. Lúc này đặt cam ở đầu giường hoạt động được ví như máy lọc không khí mà có giá quá rẻ, rất phù hợp khi sinh sống trong thành phố thiếu trong lành mà vẫn muốn đảm bảo ngủ ngon. Từ đó, chúng còn giúp cô bác ngủ ngon và ngủ sâu hơn nhờ hương cam tươi mát, hoạt động như một chất an thần. Hương thơm từ cam cũng mang lại năng lượng tích cực, giúp cô bác tràn đầy sảng khoái khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau và đặt cam ở đầu giường mỗi tối trước khi đi ngủ là liệu pháp dưỡng sinh rẻ tiền được đồng y công nhận. Theo cựu đại tá lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, phó chủ tịch hội đồng y Ba Đình Hà Nội, trong đông y quả cam có vị ngọt, chua, tính hơi mát, công năng sinh tân giải khát, khai vị, chữa ho, dùng khi chán ăn, đẩy tức ngực sườn, giải độc cá, cua, ôm yếu và giải rượu. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy trong quả cam chứa nhiều vitamin C, canxi, phosphor. Caroten, axit citric và orocidin rất có ích cho cơ thể. Vỏ cam chứa hàm lượng caroten hơi nhiều, có thể dùng làm thuốc kiện tỳ và điều tiết hương thơm. Đặc biệt mùi hương thơm của loại quả này được giới chuyên gia nhận định có thể giảm áp lực tâm lý, đánh bay cảm xúc căng thẳng, là một liều thuốc an thần từ tự nhiên lại giúp lá phổi khỏe sạch do đó lương y bùi hồng minh cho rằng đặt cam ở đầu giường khi đi ngủ là một trong những cách chăm sóc sức khỏe vô cùng hiệu quả trong đó nổi bật nhất chính là việc giúp cô bác ngủ ngon thanh lọc không khí đem đến nguồn năng lượng tích cực ngập tràn trong không gian phòng ngủ hương thơm tươi mát của cam chanh nói chung có tác dụng thanh lọc không khí làm sạch phổi giúp tinh thần khoan khoái dễ chịu dễ dàng đi vào giấc ngủ riêng cam có sắc vàng óng ả à, còn có thể tô điểm cho không gian bài trí tạo cảm giác ấm áp Do đó, đặt cam ở đầu giường khi ngủ rất có lợi cho việc hít thở, cho giấc ngủ trọn vẹn lại có thể trấn tĩnh và an thần. Khi chất lượng giấc ngủ được đảm bảo sẽ giúp cô bác luôn tràn đầy năng lượng, não bộ cũng nhờ đó mà hoạt động hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, chuyên gia khuyến cáo thêm cần sử dụng với số lượng hợp lý để đảm bảo hương cam tỏa ra với nồng độ vừa phải trong phòng ngủ của gia đình cô bác. Ngoài ra không chỉ có mình cam mới đem lại tác dụng, cô bác có thể sử dụng ít hoa quả có mùi thơm khác như chanh, táo, lê cũng có công dụng lọc sạch không khí, lợi phổi, an thần và ngủ ngon. Đây chính là liệu pháp dưỡng sinh vừa đơn giản, rẻ tiền vừa mang lại tác dụng vô cùng hiệu quả. 3. Tỏi từ lâu tỏi đã được xem như một loại gia vị quan trọng trong nền ẩm thực việt nam bên cạnh việc khử mùi giúp món ăn thơm ngon hơn thì hóa ra đặt tỏi dưới gối khi ngủ có nhiều công dụng đến như vậy cô bác đã bao giờ nghe qua hành động đặt tỏi dưới gối hay trên đầu giường khi ngủ chưa cô bác đã từng nghe về công dụng của việc này chưa thật ra không ít người đã từng thử làm mẹo này đấy song đa phần họ cho rằng mục đích chủ yếu là để xua đuổi tà ma chấn an bản thân theo quan niệm dân gian truyền lại thực tế việc đặt tỏi dưới gối khi ngủ còn có nhiều công dụng khác nữa hãy cùng khám phá ngay thôi nào về hành động đặt tỏi dưới gối khi ngủ có nhiều công dụng lương y bùi hồng minh phó chủ tịch hội đồng y ba đình hà nội cho rằng đây là cách chữa bệnh hoàn toàn có căn cứ ông minh giải thích tỏi có khả năng hành khí hiệu quả do đó khi khí huyết cô bác lưu thông dễ dàng hơn từ đó giúp ăn ngủ tốt giảm đau nhức cơ thể hữu hiệu và ổn định huyết áp ngoài ra khí của tỏi còn giúp diệt khuẩn hạn chế ô nhiễm không khí và tạo điều kiện để ngủ ngon hơn Đồng thời, tỏi sở hữu nhiều hoạt tính mạnh, tiêu biểu là alicin giúp cơ thể ngăn ngừa và điều trị nhiều bệnh lý khác nhau như bệnh gan, sụn tóc, làm sạch động mạch và máu, cảm lạnh, cúm, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Ngoài ra, hợp chất alicin cùng lưu huỳnh có trong tỏi còn có công dụng làm dịu và đưa cô bác vào giấc ngủ sâu nhanh chóng. Có vẻ hơi khó tin bởi mùi tỏi khá nồng nhưng nhiều người đã thử và chứng minh điều đó là đúng. Thành phần magie và kali của tỏi cũng góp phần đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Magie sẽ phục hồi và hỗ trợ giấc ngủ sâu bằng việc duy trì mức GABA, chất dẫn truyền thần kinh, từ đó giảm hoạt động tế bào thần kinh trong não và hệ thần kinh trung ương, giúp tăng thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả. Còn kali được đánh giá làm tăng hiệu quả giấc ngủ và giảm các đợt thức giấc sau khi chìm vào giấc ngủ. Nhiều người cho rằng việc đặt tỏi dưới gối khi ngủ còn giúp điều trị tâm lý bất ổn và đánh bay các ảnh hưởng từ môi trường khi đi vào giấc ngủ. Nhờ đó khi thức dậy, cô bác sẽ cảm thấy như được nạp lại năng lượng, tỉnh táo khỏe mạnh và làm việc tốt hơn. Để thực hiện mẹo này rất đơn giản, cô bác chỉ cần chuẩn bị một vài nhánh tỏi rồi đặt chúng vào dưới gối khi ngủ, hoặc có thể để trong túi áo, trên đầu giường gần vị trí đầu nằm khi ngủ. Mọi năng lượng tiêu cực dường như sẽ được loại bỏ nhanh chóng và cho cô bác giấc ngủ ngon, ngủ say. Nếu cô bác cảm thấy chị người mùi tỏi vẫn không mang lại hiệu quả tốt nhất thì hãy thử ăn một ít trước khi đi ngủ nhé. Bổ sung tỏi vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể giúp cô bác ngăn ngừa nhiều bệnh như cảm lạnh, tăng cường miễn dịch, giảm huyết áp, cải thiện mức cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Lương y Bùi Hồng Minh còn nhấn mạnh, tỏi đặc biệt hữu ích đối với phụ nữ. Bên cạnh việc đem đến giấc ngủ hiệu quả, chúng sẽ giúp chữa một số bệnh phụ nữ bằng cách ăn tỏi. Song nhược điểm là mùi hắc rất mạnh, có thể tạo nên mùi hôi cơ thể, gây khó chịu cho người đối diện nên ít được ưa chuộng. Tóm lại, đặt tỏi dưới gối khi ngủ có nhiều công dụng cho cơ thể. Chúng giống như một liều an thần, xoa dịu tâm trí và đưa cô bác vào giấc ngủ dễ dàng. Ngoài ra, mùi tỏi còn giúp xua đuổi bọ xít, loại vật mà hầu như không ai muốn xuất hiện trên giường. Dù là đặt tỏi dưới gối khi ngủ hay ăn sống, uống rượu tỏi thì cũng không được lạm dụng quá nhiều, không quá 10g tỏi một ngày, bởi sẽ gây hại khí, phản tác dụng và không tốt cho sức khỏe. Cụ thể là rất dễ bị mất khí, tàn huyết. Nếu ăn tỏi thì nên bằm nhuyễn bởi tinh dầu trong tỏi vỡ ra và được hấp thụ tốt hơn. Ngoài ra, cô bác hãy để tỏi trong không khí tầm 10-15 đến 15 phút mới ăn hoặc chế biến, để alisin được phóng thích ra hoàn toàn. Tỏi nấu chín sẽ không còn phát huy được công dụng chữa bệnh hiệu quả. Khi đặt tỏi dưới gối, cô bác không nên dùng gối quá dày bởi có thể làm giảm tác dụng của tỏi. Ngoài tỏi, cô bác có thể thay thế bằng hành tây. Hãy đặt một lát hành tây vào tất khi đi ngủ để giúp thải độc, thư giãn và dễ ngủ hơn. 4. Gừng và cuối cùng, thứ đồ vật của bác có thể đặt ở đầu giường, dưới gối để cải thiện giấc ngủ là gừng. Gừng vốn được biết đến là loại gia vị phổ biến trong nấu ăn. Người ta thường sử dụng gừng để khử mùi tanh, tăng tính ấm cho có món ăn hàng ngày. Ngoài ra, gừng có thể sử dụng để pha trà, làm mất Bên cạnh các công dụng trong nấu nướng, gừng còn đem đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe trong cuộc sống. Chẳng hạn như việc đặt gừng ở đầu giường trước khi đi ngủ sẽ giúp cô bác giải quyết rất nhiều vấn đề. Mùi hương của gừng có tác dụng dưỡng tâm an thần, kích thích giấc ngủ rất hiệu quả. Cô bác chỉ cần lấy khoảng 15g gừng tươi, cắt nhỏ, bọc trong miếng vải hoặc bỏ vào túi vải rồi để cạnh gối. Mùi hương của gừng sẽ tỏa ra, giúp thông mũi, tạo cảm giác thư giãn, làm cô bác đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Ngoài ra trước khi ngủ, cô bác có thể ngâm chân với nước gừng để giảm mệt mỏi, làm ấm cơ thể, giúp thư giãn. Thêm một chút muối vào nước ngâm chân còn giúp mang lại hiệu quả chăm sóc da, tăng khả năng sát trùng, giúp trị bệnh ngoài da. Việc ngâm chân bằng nước gừng cũng tốt cho những người đau nhức xương, viêm khớp một trong những đặc tính nổi bật của gừng là diệt khuẩn thanh lọc không khí chỉ cần đặt vài lát gừng ở đầu giường cô bác sẽ cảm thấy không gian phòng trở nên trong lành có hương thơm dễ chịu mùi gừng cay sẽ giúp tạo cảm giác ấm áp thư giãn tinh thần xua tan muộn phiền đặt gừng ở đầu giường sẽ mang lại hiệu quả tốt với những người đang gặp căng thẳng mệt mỏi hoặc trong những ngày lạnh giá bạn có thể băm nhỏ gừng rồi trộn cùng dầu gió, bỏ hỗn hợp này vào một chiếc túi nhỏ và treo trong nhà vệ sinh. Mùi gừng và dầu gió tỏa ra sẽ giúp loại bỏ mùi hôi ẩm mốc trong nhà vệ sinh, đặc biệt nó còn giúp xua đuổi các loại côn trùng. Bạn cũng có thể để túi gừng dầu gió trong tủ quần áo, tủ giày để khử mùi hôi. vâng kính thưa quý cô bác với những chia sẻ ở trên đây chúng tôi hy vọng rằng cô bác biết nên chọn loại vật dụng nào để đặt vào đầu giường giúp cải thiện được giấc ngủ của bản thân và bảo vệ sức khỏe cuối cùng ban biên tập chương trình xin kính chúc cô bác sức khỏe dồi dào hẹn gặp lại cô bác trong những chương trình tiếp theo